là tuyệt vời, tại vì giúp cho được rất là nhiều người có thể tiếp cận gần với những kiến thức đó. Tại sao thì mình sẽ chạy từ Quảng Trị vào đây, hành trình giữa trời nắng này cũng rất là xa. Vì em thấy chương trình cũng rất là ý nghĩa, vậy lại là vì điều kiện khó khăn nên chúng là quyết định chạy vào để gọi là gặp gỡ trực tiếp. Còn nếu như mà ở quê em thì đoàn mình chắc cũng ghé qua nên em sẽ gặp được. Hãy đồng hành cùng hành trình từ trái tim ạ.